mình sẽ vẽ cầu thang thì từ tầng trệt lên đến tầng 1. Để vẽ cầu thang thì ta sẽ vào mặt bằng tầng trệt và chọn phần stair và chọn là stair by sketch. Ở đây mình sẽ chọn cầu thang Brevet với các thông số là bay level và lên từ tầng trệt lên đến top level là tầng 1, và số bậc thang là mình sẽ đổi là 21 bậc. Lúc này mình sẽ thiết lập lại các thông số như là tối thiểu, bề rộng tối thiểu của phần bậc thang là 220, rồi chiều cao tối đa là 220, rồi width này mình có thể đó là 800 cho phù hợp. Từ đó mình chọn boundary để mình vẽ đường bao. Thế này là phần chính là phần tay vịn và lan can cầu thang. Mình sẽ trim bó phần bị thừa đi, sau đó vẽ riser, vẽ bậc thang. Khoảng 130 là khoảng cách giữa các bậc thang. Nhưng mà phải kết ta cho bạn trim để bỏ phần thừa đi, sau đó ta vẽ cái này và thêm hai bậc ở đây. Có những vị trí này là vị trí tay vịn của cầu thang bị thay đổi, nó bị gãy khúc, thì ta sẽ dùng lệnh split element để ta ngắt những vị trí tay vịn bị gãy khúc. Ra ta nhấn finish. Lúc này ta đã vẽ được phần cầu thang. Giờ ta sẽ khép phần sàn tầng 1 để thấy được vị trí lên của cầu thang. Ta chọn ô sàn và chọn Edit Boundary. Ta vẽ theo biên dạng vị trí của cầu thang. Đây là cầu thang của chúng ta. Ta có thể thay đổi tay vịn bằng lệnh match type property. Đó là cách rồi vẽ phần. Cầu thang. Và
tương tự cho cầu thang, tương tự là một ở lầu 2, giống hết như vậy. Đối với tầng trên thì mình sẽ copy lên. Mình sẽ chọn copy và paste đến level là tầng 2. Đây này. Vậy lúc này vị trí thì tường và dầm nó sẽ bị giao nhau và chúng ta sẽ phải join lại giống như những thao tác trước đó. Còn đối với cầu thang thì ta cần phải copy lên bằng cách gì? Ta chọn cầu thang này, ta chọn copy và ta paste level và ta chọn tầng 1. Lúc này cầu thang sẽ được copy lên. Tuy nhiên ta phải điều chỉnh lại phần tháo offset 20. Lúc này cầu thang của ta sẽ sát với phần chiều cao tầng và hiệu chỉnh lại sàn tầng 2 sẽ cho phù hợp. Đây mình sẽ hiệu chỉnh lại vị trí này. Phải hiệu chỉnh lại sàn tầng 1. Mà ta đã vẽ xong phần cầu thang. Phần hoàn thiện bên trong nhà thì cách thực hiện tương tự như tầng trệt. Tiếp theo là mình sẽ hoàn thành phần mái của căn nhà này bằng cách là mình sẽ copy phần dầm sàn mình filter, mình chỉ chọn dầm và floor, mình copy lên tầng mái. Lúc này thì mình sẽ không khoét lỗ trên này. Và mình sẽ join lại.
Sau đó mình sẽ vẽ phần tường lên đến máy. Hiệu chỉnh lại level thôi. Máy. Tiếp theo đến phần ngoài nhà thì mình sẽ lên tầng trệt này. Mình vẽ lớp hoàn thiện ngoài nhà thôi. Mà mình sẽ vẽ đi lên đến máy, đến máy. Ở vị trí này thì mình hiệu chỉnh lại cho phù hợp. Edit profile. Vị trí này thì mình sẽ vẽ theo biên dạng của phần tường, phần dầm. Đó là xem hướng tường bên này. Tiếp theo là cùng hiệu chỉnh phần còn lại. Như vậy là mình đã hoàn thiện xem cách dựng một cái nhà.